Từ khi em có được cái hồ bơi Tràng Tiên Cá này rồi, em không bơi mỗi ngày 10 cây số nữa. Em bơi ở khu vực này thôi để cho mấy con chó cá nó trông chừng em. Với đấy cá ti ti nó chơi ở cái chỗ nó muốn. Đây giống như là sân chơi trẻ em của nó vậy đó. Còn em thì em cũng có thời gian tập luyện nhiều hơn. Bơi ngoài sông á thì nó cũng khá là nguy hiểm, bơi đường trường. Bởi vì lỡ người ta va quẹt thì thuyền bè nó chạy chích điện te cá này kia. Bởi vì đợi nhà nước làm sao cho hết te cá sớm sớm. Chích điện dưới sông rồi em lúc em lặn rồi giật giật em như cá luôn mọi người. Bởi vì em lặn một lần là 2-3 phút em mới nổi lên. What the heck? Cái đuôi nào của em đó, nó cũng test độ bền như vậy. Em không biết nó là con em hay là nó là con quỷ nữa. Test độ bền đuôi vậy con. Cái đuôi này á, da đuôi là nhập bên Hàn Quốc về để làm chứ không phải đồ Trung Quốc rẻ tiền nha thằng nhóc. Mày phá quá.